Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại channel của mình. Sáng giờ là mình đưa anh hai đi học, cho hai đứa nhỏ ăn ở trong trường. Xong rồi là mình đi chợ. Mình đi chợ của Việt Nam á. Mình mua một con cá này nè, cá ba sa. Cái này á là nó nguyên con, mà cá này nó không có cái đầu đâu. Nó nguyên con, nó khứa ngang cái đầu nó bỏ rồi. Chỉ còn cái phần này trở về cái đuôi thôi. Mà nó cắt sẵn ra như gì nè. Nó cắt sẵn ra từng khứa vậy đó. Mà thường á là mình cũng mua cá loại này, mà nhưng á nó để ở trong dĩa. Trong cái dĩa nó dĩ, cái dĩ mà nó như cái dĩa mình vậy đó. Nó sắp đều, trải đều ra từng khoanh, mình nhìn thấy cũng ngon, đẹp lắm. Thì cái này giờ ăn cái này cũng tạm ổn, cũng được. Mình hôm nay mình nấu canh chua nên mình mua cá này nè. Đó, mình nấu canh chua nên mình mua cái pasta, nó kêu là cá pasta. Nè, nhìn cái để nấu canh chua thấy thèm. Có thèm. Giờ mình, tại nó đông đá đó, nên mình xả đá ra. Và mình mua được 4 trái cà và một khúc bạc hà. Khóm thì ở nhà mình có, và mình mua thêm một cái này đồng giá nè. Giá. Còn cái này thì rau nấu canh chua, rau quế, rau ngò ôm rồi đó, mà bây giờ chưa có rửa. Và ten. Đây là mình mua bánh pía. Đây là mình mua bánh pía nè. Trong cái bịch này á, mình mua 7 đồng một bịch, mà trong này nó có 4 cái. Ở đây nó ghi á, là có 2 nhân đậu xanh và 2 nhân khoai môn. Đó. Ngon không? Cái này chữ gì? Chữ Nhật hay chữ Hàn? Mình không biết. Mình chỉ biết chữ này là chữ Việt Nam. Chữ này là chữ Việt Nam, biết. Không biết có ngon không? Lâu lắm rồi, cả hơn 3 năm có đó, là mình chưa có ăn loại bánh này lại đó. Với một phần á, bên này mấy cái bánh tây của Mỹ á, nó ngọt quá rồi. Ăn quá nhiều đi, tự nhiên nó hết thèm bánh của Việt Nam. Chứ bên này đi chợ nè, ý thấy thôi, mua ăn lại, ăn thử thôi. Đó, với mua một mớ khoai lang. Nè, các bạn thấy mình mua khoai lang không? Mua về luộc. Hỏi lúc nào cũng hết là đi mua, hết là đi mua khoai lang. Hôm nay thì mình nấu canh chua. Bây giờ mình cắt cá. Mình làm cá. Bây giờ chắc mình lấy ở đây nó có 2, 4, 6, 8 khúc. 8 khúc thì mình chắc mình lấy phân nửa. Mình lấy 2 khúc có cái bụng và 2 cái khúc đuôi đi. Hay là 3 khúc cái bụng, 1 cái khúc đuôi để mình nấu canh chua. Còn cái này á, có gì mình để mình kho tổ á, kho ăn. Kho này canh chua ha. Ok. Yeah.
sáng đi chợ mà trời mưa, tới giờ vẫn còn mưa luôn. Ở bên này mưa lâm râm, mưa lâm râm hoài. Mưa mà giống như là mình nghĩ là nó áp thấp nhiệt đới vậy. Và mình cũng nói luôn với các bạn là chuyện về tỉnh thất bồng lai á, là có thể video này là mình sẽ kết thúc lại và mình nói cuối cùng về cái chuyện của tỉnh thất bồng lai và bé Diễm My. Vì ở trên mạng vừa qua thì cũng có nhiều thông tin về tỉnh thất bồng lai và bé Diễm My. Thì lúc đầu thì mình cũng chưa biết và nắm rõ được cái nguyên nhân của sự việc nó như thế nào, thì nên mình cũng không dám mình nói hay mình khẳng định là một cái điều gì hết. Thì như vừa hôm qua thì mình có nghe nhiều bạn đồ nói lắm, và những người ở trên cộng đồng mạng đó, họ cũng có nói, nên mình cũng không biết đâu là đúng đâu là sai. Mà chuyện thì đâu thì cũng còn có đó, và bất cứ chuyện gì đi nữa thì mình cũng có cách mình giải quyết, chứ không phải là không có cách giải quyết. Mà nhưng á, chuyện đúng thì mình nên nghe, còn chuyện sai á thì mình nên sửa rồi mình sẽ cải thiện lại hơn, chứ không phải là mình chỉ nghe một chiều rồi thì chuyện không đúng thì mình cũng cho là đúng và mình nói theo, thì cái đó nó trái với cái đạo luật, trái với cái đạo lý của mình quá đó. Nên á, mình sống ở đời thì mình biết suy nghĩ để mình có cái phước đức sau này. Chuyện thì đâu, nhiều khi cái chuyện gì mà nó có khó khăn dữ lắm đi nữa thì á, nếu mà mình sống phải á, thì trời thương và mình sẽ giải quyết được mọi chuyện hết à. Dù có trễ một chút xíu nhưng mình vẫn giải quyết được cái chuyện rất là khó đối với mình. Thì trong cuộc sống thì cũng phải có chuyện vui và có chuyện buồn, mà cuộc đời phải có lúc chông gai thì mình sống nó mới toàn diện được cái bản thân mình. Chứ mà cuộc đời của mình mà nó suôn sẻ quá, nó êm đềm quá, giống như ai trải thảm đỏ cho mình đi vậy đó, thì các bạn xem nó không có bền đâu, nó không có bền lâu. Nên mình hôm rồi thì đầu tiên là cái chuyện ba mẹ của Diễm My đó. Đầu tiên cái chuyện Diễm My bỏ nhà ra đi rồi đi tới tỉnh thất bồng lai để đi tu, thì ba mẹ của Diễm My không có chịu, ba mẹ của Diễm My không có đồng ý. Mà thật sự đối với một người cha người mẹ đó mà nuôi con lớn rồi mà đi tu á, thì không có cha mẹ nào mà muốn hết á. Hoặc là con cái á, nó bất hiếu quá, nó không có, nó làm điều sai trái nhiều quá, thì có thể họ đi tu để họ
họ cải thiện lại cái bản thân và tịnh tâm lại, để giống như là mình chuộc lại cái lỗi lầm của mình như vậy đó, thì có thể là đi tu. Rồi sau cái chuyện Diễm My đi tu á, thì gia đình đâu có đồng ý là cho em đi tu đó, nên ba mẹ Diễm My kêu Diễm My về mà Diễm My không chịu về, nên ba mẹ mới đi đến tỉnh Thất Bồng Lai, đi đến tỉnh Thất Bồng Lai để đập phá. Thì cái đoạn clip đó thì mình có thấy đập phá và làm thương tích một thầy, một thầy ở trong tỉnh Thất Bồng Lai đó, thì đồ đạc thì đập phá và nói mất mát tiền bạc đồ ở trong tỉnh thất đó. Rồi sau cái thời gian đó thì lắng xuống, khi cô Diễm My của đi về tỉnh Thất Bồng Lai và nói chuyện này chuyện nọ vậy đó, rồi sau đó cô gia nhập vào đi tu luôn. Thì ngay từ đầu thì ba mẹ Diễm My đã không có đồng ý là cho cô đi tu rồi đó, không biết cái duyên số nào mà đưa cô Diễm My đi đến chùa tu, nên cổ đã đi vô tu. Thì thời gian đó là nó đã lắng xuống, và không có cái chuyện gì xảy ra, cũng êm đềm. Rồi sau này thì ngay ngày 12 cái tháng 12 thì hay tin là ở đồn công an mời Diễm My đi về đồn để lấy một số lời khai. Thì cổ đi theo mấy người ở phường đó đi về. Thì sau cái cuộc nói chuyện ở trong phường đó thì cô Diễm My mất tích luôn. Cô Diễm My mất tích trước mặt các sư thầy, tại các sư thầy ngồi ở ngoài cổng đó. Mà mất tích thì các thầy không hay, và công an thì họ nói là đã trả về rồi đó. Rồi sau khi mà cô Diễm My đi về thì ở đây tỉnh Thất Bồng Lai đi tìm kiếm cô Diễm My mà không có. Sau 5 ngày thì bắt đầu cô Diễm My mới nhắn tin những cái clip mà cô nói là cô bị bắt cóc, bị công an bắt cóc, rồi sau bị ba mẹ cho uống thuốc, và cổ nói là cổ có cho cái địa chỉ ngay chỗ mà cổ đang ở. Thì sau cái đoạn clip đó thì các thầy mới quýnh quán lên, các thầy đi tìm lại kêu công an là nói là bị bắt cóc như vậy đó, thì công an không nhận. Thì theo mình nghĩ á, thì công an á, nó sẽ nghĩ cô này là con của ông bà này, thì cổ đi về nhà ông bà này thì chuyện là chuyện dĩ nhiên rồi, nên công an sẽ không bao giờ mà công an đi tìm, đi kiếm làm gì, tại vì cổ là con của hai người ông Thắng bà Mai, nên ở nhà ông Thắng bà Mai là đúng, là nên công an không có nhúng tay vào việc này đó. Nên ở tỉnh Thất Bồng Lai đi tìm chỗ khác thì chỗ khác cũng vậy thôi đó, theo mình nghĩ là vậy. Mà nếu như theo cái phương diện mà của mình nhìn ở ngoài thì cũng là đúng là như vậy. Đã con cái nhiều khi mình hồi nhỏ mà có đi chơi hay là đi đâu mà ai mà có đi chơi mà đi làm ăn hay đi đâu xa đó coi, rồi tới chừng đi về nhà thì người nhà ta thấy như ở xóm, lâu lâu người ta nhìn ta nói ủa, ví dụ như thằng Tí con Tèo, ủa sao ta không thấy nó đó. Thì ở nhà mình ba mẹ nói ơ nó đi làm ăn xa rồi cô ơi đó. Rồi bây giờ Tết hay gì thấy nó về, người ta thấy ơ dĩ nhiên ở nhà này nhà của nó mà, nhà này ba mẹ của nó có nó, thì người ta nghĩ như vậy. Thì cũng giống như là công an người ta nghĩ như vậy đó, công an người ta nghĩ
nhỏ này nó đi về nhà ba mẹ nó thì dĩ nhiên chuyện bình thường nên công an nó cũng không nói gì đó. Rồi sau khi mà mình coi được cái clip mà của ông Thắng, ông nói chuyện, ông Thắng là ba của Diễm My á, ông nói chuyện á, thì á, là mình mới biết là tại đồn công an là ông đã đem con ông về rồi, nên á, cái chuyện đó là chuyện đúng, công an nghĩ đúng nên công an đã giao lại cho ba mẹ Diễm My đem về, thì em đã đi về với ba mẹ. Còn mà cái chuyện mà cô Diễm My nói ba mẹ Diễm My cho uống thuốc độc á, mình nghĩ không có đâu. Chắc là nhiều khi tinh thần của Diễm My á, không được ổn á, nên ba mẹ cho uống thuốc cho nó dịu lại và nó đỡ stress á. Nhiều khi cái cổ suy nghĩ nhiều quá nên cổ suy nghĩ nó suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, nó làm ra mình bệnh, nó giống như bệnh trầm cảm, bệnh gì ở trong người mình nó nên như vậy đó. Chứ không có ba mẹ nào mà ác độc mà để hại con mình hết trơn. Hổ dữ còn không ăn thịt con mà huống gì mà con gái. Nghe nói Diễm My rất là giỏi, học thì lại giỏi, học đại học năm thứ 3 và rất ngoan hiền, đi trình đi thưa về trình. Ở nhà có hai chị em và ba mẹ Diễm My cũng người làm ăn khá giả, chứ đâu phải là nghèo túng thiếu gì đâu mà phải làm những cái chuyện xấu xa đó. Theo mình nghĩ là không có cái chuyện mà ba mẹ Diễm My cho uống thuốc độc thì không có cái chuyện đó đâu. Còn về cái chuyện mà Diễm My kêu đi cứu là giống như là Diễm My á, thì thời gian qua ở trong tỉnh thất Bồng Lai cũng mấy tháng, cũng cỡ 3 tháng, 3-4 tháng gì rồi, cũng lâu, cũng được, không phải lâu lắm mà nhưng cũng được. Nhưng nhiều khi á, em mình nghĩ là do em học nhiều quá đó nên em căng thẳng, thì em muốn tìm đến những cái nơi bình yên như vậy đó để em tịnh tâm em lại. Và em thích như vậy đó nên em mới chịu lại ở chỗ tỉnh thất Bồng Lai, chứ thật ra chắc không có đâu đó. Nên em thì muốn như vậy, thì chính video của ba Diễm My cũng nói mà giống như là mình ở cái chỗ giống như là thiên đàng rồi mà bây giờ về cái chỗ âm u như vậy đó, thì đa số là nó như vậy, mà mình cũng đâu có trách móc được cái chuyện đó đâu. Khi mà gặp nhiều biến cố trong cuộc sống của mình thì nó sẽ phát sinh ra thôi, giống như mình không tâm sự cùng ai được đó nên nó ngầm ở trong cái người mình đó. Rồi cái chuyện mà ba Diễm My nói là hôm bữa đi tới tỉnh thất Bồng Lai mà để tìm con á, rồi xong rồi á có sự đập phá là do cái cô bếp ở trong á đem đá đem đồ ra đập, lấy đồ của mình tự mình đập, rồi cái miễn đồ văn trúng vô mặt của cái thầy kia, rồi với cái thầy đó mới xé ra, xé cái miếng rách ở trên mặt á, miếng xé ra cho máu tuôn ra, rồi lấy máu chay đầy người vậy đó. Thì cái chuyện đó thì mình cũng không biết là đúng sai, thì mình thì ba Diễm My nói thì ba Diễm My không có đập phá. Còn ở tỉnh thất Bồng Lai thì nói ba Diễm My đập phá. Thì theo mình á, mình cũng không biết ai đúng ai sai. Mà ba Diễm My á
nói khi mà bà Diễm My đi vô tỉnh Thất Bồng Lai á, là ở trong đó người ta có quay lại cái cảnh bà Diễm My đi tới đâu người ta có quay lại đó. Và hôm đó không có thầy ông nội, không có sư thầy ông nội. Sư thầy ông nội đi khám bệnh gì đó. Rồi xong mới đi về là lúc đó có công an rồi. Công an rồi, rồi lập biên bản. Rồi sư thầy ông nội á, ở đó đó, mấy thầy nói mất 25 triệu. Mất 25 triệu. Rồi sư thầy ông nội đi về, đi khám bệnh về, thấy gì kêu công an ghi vô là 200 triệu. Và mất thêm một cục đá thạch nặng 7 kg, trị giá đâu 7-8 triệu gì á. Rồi xong rồi hôm sau công an lại xác minh thêm lần nữa thì nó mất thêm 80 triệu hay gì đó, là ra 300 mấy triệu. Thì á, cái chuyện này á, và cái chuyện mà đập phá, cái chuyện mất tiền với cái chuyện đập phá thì mình cũng không có biết chính xác là như thế nào ha. Mình không dám nói là bà Diễm My có lấy không, hay là mấy người đi theo có lấy không, hay là ở tỉnh Thất Bồng Lai du khống cho bà Diễm My, mình cũng không có biết. Nhưng cái điều mình muốn nói đây á, là cái tâm của mình, cái tâm của mình thì á, thời buổi này á, chuyện gì nó cũng có nhân quả, và nó nhân quả nó sẽ đến liền cận kề với mình luôn, chứ nó không đợi kiếp nào hết. Và khi mình có nói sai hay mình làm sai thì trong lòng mình, trong cái bản thân của mình đều hiểu và đều biết. Nên mình cũng khuyên mọi người là hãy nghĩ về một cách chín chắn và đúng đắn, theo cái sự đúng của mình. Mình ở đây mình không có bên Ba Diễm My hay là mình bên tỉnh Thất Bồng Lai hết. Nhưng mình nói đây là cái thật và cái tâm của mình muốn chia sẻ đến các bạn. Các bạn thương thì các bạn hãy share ra, chứ các bạn đừng có mà chửi mình, tội nghiệp cho mình. Thì đó là cái tâm của mình. Mình muốn nói về cái chuyện mình nhìn đúng, chứ không phải là mình bi quan hay là mình nói về cái chuyện sự việc nào. Còn cái về cái phần mà bị mất tiền và bị xô xát và đánh hôm bữa đi kiếm Diễm My đó, thì cái đó để chính quyền công an vô để công an giải quyết và sẽ bồi thường thích đáng cho những người bị hại, sẽ bồi thường thích đáng cho những người bị hại nhé. Còn về Diễm My á, thì mình cũng khuyên rằng á, khuyên với Diễm My á, là em hãy tịnh tâm lại mà em suy nghĩ. Cha mẹ của em đã sinh em ra và nuôi nấng em từ lúc nhỏ cho tới bây giờ em đã trưởng thành rồi. Thì em biết công lao của cha mẹ như núi Thái Sơn, em không bao giờ em đền đáp được. Xin lỗi các bạn, mình cũng tâm trạng mình cũng tâm trạng về cái chuyện hiếu thảo của gia đình đó.
Nên á, ở đây á, chị khuyên em là chị khuyên thật lòng của chị là em á, hãy cố gắng mà trả hiếu cho cha mẹ em. Vì cha mẹ em rất là cực khổ khi mà đã sanh em ra và nuôi nấng cho em nên người. Đó, sanh em ra và nuôi nấng em nên người. Thì á, vì á, bây giờ em chưa có gia đình, chứ em mà có gia đình rồi em sẽ hiểu được cái cảnh của ba mẹ em đã nuôi em từ lúc nhỏ cho tới bây giờ nó cực khổ như thế nào. Đó. Và chữ hiếu lúc nào cũng đứng trên hàng đầu. Nên á, em hãy bình tâm lại mà em suy nghĩ. Dù ở nhà mình ba mẹ mình có làm sai chuyện gì đi nữa thì đó cũng là đấng sinh thành của mình. Mình không có thiệt đâu. Mình không có thiệt hay mình không có bị thiệt thòi hay là cái gì đối với gia đình mình hết á. Mình cho đi thì mình sẽ được nhận lại. Và nói huống gì ba mẹ đã nuôi em tới lớn như gì mà tại sao em phải nghĩ là em sống với ba mẹ em sẽ bị thiệt thòi hay là bị mất mát một cái thứ gì đó, là cái chuyện đó không có. Còn em biết á, người lớn và những sư thầy lớn họ cũng đã nói tu ở đâu bằng tu ở nhà. Ở nhà em mà có ông bà lớn tuổi thì ông bà đó kể như là Phật ngọc, Phật sống, là một viên ngọc quý ở trong nhà em đó. Em hãy biết trân trọng họ. Và em hãy tịnh tâm lại đi em Diễm My. Chị khuyên thật lòng của chị là em nên tịnh tâm lại. Em nên tịnh tâm lại cho mọi chuyện nó êm ấm lại. Và chị khuyên em, dù em có một điều gì đó mà không vừa lòng với ba mẹ em á, thì em có thể em nói ra. Em nói ra để cho mọi người hiểu em hơn, và ba mẹ em sẽ có cách giải quyết cho em. Chứ em đừng có làm như vậy, ba mẹ em sẽ rất là đau lòng. Rất là đau lòng, rất là tội nghiệp. Khi mà ba mẹ em á, đã nuôi em cho tới bây giờ, em phải biết cái điều đó. Em là người cũng có ăn có học, cũng biết chứ, cũng biết về những cái hoàn cảnh như của ba mẹ em khi lúc khó khăn như thế nào và bây giờ được như thế nào, em cũng đều biết hết chứ. Mà chị nghĩ em là một người con ngoan, người con hiếu thảo đối với ba mẹ em, vì em không hài lòng một cái chuyện gì đó thôi. Chứ thật ra em cũng là một người tốt. Em biết đi chùa lễ Phật đầu năm là chị nghĩ em cũng là một người tốt, biết hiếu thảo với cha mẹ và ông bà. Còn về tỉnh thất bồng lai thì mình cũng khuyên các sư thầy là ở đây là khuyên về bản thân của mình thôi, chứ mình cũng không muốn nói sâu xa gì nhiều, vì các thầy là các thầy sư đã đi tu và đã nuôi dưỡng các em nhỏ nên người,
Như vậy cũng đủ hiểu là các thầy như thế nào. Nên bây giờ các thầy cũng yên tâm đi, là Diễm My đã về với gia đình, về với ba mẹ. Thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, nên các thầy đừng có lo lắng mà đừng có đi tìm Diễm My nữa làm gì. Nếu như duyên của cổ không còn tại tỉnh thất nữa thì thôi, các thầy đừng có níu kéo Diễm My nữa, để cho cô ấy đi về nhà và tĩnh tâm lại tại nhà. Thì các thầy cứ yên tâm, ba mẹ Diễm My sẽ không làm gì có hại đến Diễm My đâu, vì Diễm My là con của họ mà. Nên các thầy cứ yên tâm, các thầy cứ yên tâm mà các thầy tu và chăm sóc cho các bé, cho nó thành người. Và còn nữa, các bé sắp vào gala rồi, nên các thầy hãy lo suy nghĩ ra những kịch bản hay để góp vui cho chương trình và các bé nha. Góp vui cho chương trình và hãy chăm sóc cho các bé thật tốt. Thì cái điều đó là mình muốn nói lên cho các thầy biết. Nên khuyên các thầy là cứ bình tâm, các thầy đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Còn nếu như mà các thầy muốn Diễm My nói một lời cho nó rõ ràng á, thì bây giờ dễ lắm. Các thầy đi lại ngay nhà của Diễm My. Các thầy đi lại ngay nhà của Diễm My. Ví dụ như bây giờ á, trong nhóm của các thầy thì các thầy đại diện ra một người nào đó, rồi các thầy đi lại ngay nhà Diễm My, thì ba mẹ của Diễm My sẽ sẵn sàng chào đón thầy với tư cách là giống như là một người bạn, người gia đình, vì cũng có công nuôi Diễm My trong mấy tháng qua. Rồi sẽ hỏi Diễm My như thế nào. Mà nhưng á, Diễm My á, mình nghĩ trong lúc này á, Diễm My á, đang hỗn loạn cái tâm lý á, hỗn loạn tâm lý á, nên các thầy hãy cứ bình tâm lại mà cứ từ từ, rồi các thầy sẽ có câu trả lời, một câu trả lời thật thích đáng cho ở tỉnh thất nha. Đó là lời khuyên chân thần của mình đến tỉnh thất và Diễm My. Thì Diễm My á thì lo tịnh dưỡng lại và để báo hiếu lại cho cha mẹ, vì ba mẹ mình đã nuôi mình rất là cực khổ em à. Khi nào mà em có gia đình rồi em sẽ thấy cái cảnh đó nha. Bây giờ hãy bỏ qua tất cả đi em à, để mình về mình sống với gia đình mình. Vì kiếp này em sẽ, kiếp này em được làm con của ba mẹ em, nhưng chưa chắc kiếp sau em sẽ làm con của ba mẹ em nữa. Nên em cứ hưởng trọn của cái kiếp này cho nó vuông tròn đi em à. Đừng có mà làm lớn chuyện nữa. Còn về tỉnh thất Bồng Lai thì mình cũng khuyên các thầy là các thầy cứ bình tâm lại ở đó mà tu, mà dạy dỗ lại cho mấy các em. Dù các em rất là tội nghiệp, các em là mồ côi cơ nhỡ nên các em rất tội nghiệp, mà các thầy đã nuôi dạy các em thì cũng đủ hiểu là các thầy tốt cỡ nào rồi. Về cái phần đó ai cũng biết, nên các thầy cũng là rất là có công lớn đối với xã hội này. Vì thế nên các thầy cũng bỏ qua đi. Thầy là người tu mà, các thầy hãy xí xóa qua những cái chuyện không vui đi. Chuyện nào không vui các thầy cho qua đi. Mình cho qua được, mình cho qua. Cũng cảm ơn các thầy nhiều lắm. Nãy giờ vừa mình nói chuyện, mình rửa cá, mình cạo cá đó, giờ mới xong đó.
giờ mình bắt đầu mình nấu. Hôm nay mình nấu canh chua cá kho tổ, canh chua cá bông lau và cá bông lau kho tổ. Làm cá tay xanh làm cá xong nè. Và đây là video nói lên về tâm trạng của mình đối với tỉnh thất bồng lai và bé Diễm My. Và mình cũng nói đây là một video cuối cùng để mình nói về tỉnh thất bồng lai và bé Diễm My, kể như sự việc đã rõ là bé Diễm My đã về với gia đình sống và tỉnh thất bồng lai trở lại như ban đầu, sống một cuộc sống bình thường như bao mọi ngày, là tu và nuôi dưỡng các bé và dạy dỗ các bé nên người để trở thành một nhân tài sau này, vì các bé rất là dễ thương và dễ mến, nên rất là cộng đồng mạng rất là nhiều người rất yêu quý các bé, và trong đó cũng có mình rất yêu quý các em. Hy vọng trong mùa gala tới thì các bé sẽ đoạt giải cao để đem về những cái niềm vinh quang cho tỉnh thất Bồng Lai nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên nhấn nút like, subscribe để ủng hộ cho kênh mình nhé. Bye, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.